Xin chào cô chú chị. Video này thì Nhân giới thiệu cho cô chú chị mình một lô đất, nó nằm ở đường Bình Tá của xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Long An. Thì từ cái vị trí lô đất của mình mà mình chạy nó tầm khoảng 200m là đi ra ngoài tỉnh lộ 824 là một hướng là mình sẽ rẽ về Bình Chánh, một hướng là mình sẽ rẽ ngược về Hóc Môn. Nếu mà từ đây mình qua bên tới Bình Chánh thì nó tầm khoảng 7 cây số, còn mà về tới Hóc Môn thì nó rơi vào tầm khoảng 9 cây số. Đó, tức là nó nằm ở đoạn giữa giữa, nhưng mà nó cách trung tâm thị trấn Đức Hòa của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thì khoảng tầm 2 cây số thôi, chưa tới 2 cây số nữa. Vị trí thì Nhân sẽ ghim trực tiếp ở dưới cái video này, cô chú chị mình cứ bấm vào đó là mình xem vị trí thôi. Lô đất của mình á, cái đường nhựa là 6m, trên sổ thể hiện luôn nha, trong sổ mình thể hiện là đường nhựa 6m nè, và có cái vỉa hè là 3m, và lô đất của mình nó sẽ từ cái mí tường hiện tại là của người ta nè, qua tới cái mí tường bên kia của căn nhà đó đó. Cái căn nhà đó thì cũng của chủ đất này luôn, nhưng mà ta bán rồi nên bây giờ còn miếng đất thôi, là ngang 12m, sâu vào tới cái mí tường bên kia là 35m, tổng trong sổ của mình là 419m2, 419m2, và tất cả đã lên thổ cư đầy đủ hết rồi nha chú chị. Và hiện tại thì chủ đất đang kêu bán lô đất này với cái giá là 4.800.000.000 nha chú chị. Nãy chủ đất có chia sẻ với Nhân thì ví dụ như là cái khu này á, khi mà cô chú chị mình có thể mình mua cái lô này, nó kiểu như là mình cho con cháu của mình á, thì mình có thể là tách được 3 lô. Đó, tách 3 lô thì giống như những cái căn nhà bên kia, đúng không, là nó thành 3 lô. Còn ví dụ mà cô chú chị mình mua luôn một cái lô này để mình xây một căn biệt thự giống như bên đây thì vẫn được, nói chung thì tùy mình thôi. Nó mình xây căn biệt thự giống như đây nè, ta đang xây nè, đó thì mình sẽ để nguyên một cái khu như vậy mình xây lên. Còn ví dụ mình cho con cháu này kia, hoặc là mình kiểu như là mình xây một cái lô rồi còn lại 2 lô kiểu gì đó, thì mình sẽ tách ra thành 3 sổ. Ở đây thì như cô chú chị thấy dân cư cũng ở rất là đông rồi đó, từ ở phía trong ra tới ngoài rất là đông đúc rồi, giống như ngoài đây cũng hầu như là đông kín hết rồi chú chị. Đó, ở đây là một cái con đường nhựa thì nó của cái khu này, thì khi mà mình khoảng chừng 50m mình ra tới cái đường đó thì mình rẽ ra ngoài tỉnh lộ 84 là khoảng chừng 200m thôi, cho nên nói chung là đường đi rất là thuận tiện. Để mà tham khảo chính xác hơn thì cô chú chị mình cứ vào cái phần mô tả của video này, mình cứ bấm vào cái link đó rồi mình cứ zoom lên để mình coi cái vị trí của cái lô đất, cũng như là mình tham khảo xung quanh nó có những gì. Giống như đây này cũng vậy, ở đây mà từ đây mình ra tỉnh lộ 84 nó cũng gần khoảng 200m, hoặc là mình đi ra ngoài tỉnh lộ 10 nó cũng tầm khoảng chừng 500m thôi, tại vì nó hơi vòng một chút xíu. Giống như đây nè, cái ngân hàng ở sau lưng Nhân á, là ngân hàng Nam Á Băng, là nó mặt tiền ngoài tỉnh lộ 10 đó. Tức là mình nhìn ở đây là mình thấy cái đó thôi, thì nó rơi vào tầm khoảng chừng 200m thôi, nhưng mà mình đi phải đi vòng cho nó hơi xa xíu chứ không gì hết. Rồi thì để mà biết rõ hơn cái thông tin lô đất về cái giấy tờ sổ sách cũng như là vị trí thì cứ liên hệ trực tiếp với Nhân, thì Nhân sẽ dẫn cho chú chị mình tham quan thực tế lô đất, hoặc là mình sẽ tự chạy xuống đây để mình xem cái vị trí lô đất. Còn về giá cả thì cứ liên hệ với Nhân, Nhân sẽ cho mình gặp chính chủ của lô đất này để cùng thương lượng cái phần giá cả. Rồi, cảm ơn cô chú chị rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video của Nhân. Cô chú chị mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi rất nhiều video sau nhé. Còn bây giờ thì Nhân xin chào và hẹn gặp lại ở nhiều video sau nữa.